Anh bạn ấy trở thành thần và đã khiến cho cả gia đình chết. Muốn biết tại sao thì hãy xem video recap Hereditary ngay sau đây. Giới thiệu nhân vật, đây là gia đình nhân vật chính, Steve Graham, người cha bình tĩnh đáng tin cậy, nhưng cuối phim chết. Annie Graham, người mẹ chuyên tạo ra các mô hình và là người gần chạm đến sự thật nhất, nhưng mà vẫn chết. Peter Graham, đây là thanh niên thành thần, nhưng không phải là do chăm chỉ hút cần và ngắm mông của bạn cùng lớp. Charlie Graham, cô con gái trong trầm cảm và lờ, thích vẽ, có thói quen tặc cợi liên tục và hay ngủ ở ngôi nhà trên cây, dị ứng với đậu và chết đầu tiên. Câu chuyện bắt đầu vào tang lễ của Ellen, bà ngoại của gia đình Graham. Các cụ thì bảo trẻ làm ma, ra làm hội. Ellen ra đi với bộ dáng rau da sang chảnh, cổ thì đeo dây chuyền vàng có hình thù kỳ quái. Đến thanh niên này đi viếng mà còn vui vẻ cười cười, nhưng mà lại là cười với Charlie. Nó mới 13 tuổi đấy bro. Một điều không hợp lý khác đó là cô này bồi bồi cái gì đó vào miệng của Ellen. Đám tang kết thúc, nhà Graham quay về với căn nhà gỗ chơi vơi giữa rừng, nhưng nỗi buồn vẫn quẩn quanh họ. Annie là một mô hình phòng viện mẹ cô nằm, và trước khi đi ngủ đã kể cho Charlie nghe bà ngoại đã yêu thương cô bé tới mức muốn tự cho bú. Thậm chí sau khi nhìn thấy bức thư mà Ellen để lại, cô còn thoáng nhìn thấy người mẹ đã mất trong bóng tối. Nhưng buồn nhất là ngày hôm sau vẫn phải đi học đi làm. Cảnh chuyển đến một trường cấp 2, cô bé Charlie loay hoay chơi đồ trong giờ kiểm tra và tỏ ra khó chịu khi bị nhắc nhở. Ngay lúc đó, một con chim lao đến đập thẳng vào cửa sổ lớp học. Người chết vì tiền, chim chết vì gái, chắc chắn là do con bé này. Đã thế lại còn bị Charlie cắt đầu bỏ túi đem về. Cô bé nhìn xung quanh thì thấy một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô ta chỉ ra hiệu Hello Ajinomoto. Trong khi đó ở nhà, Annie phát hiện cửa phòng ngủ mẹ mình mở tung. Trên sàn nhà xuất hiện hình tam giác kỳ lạ, cô liền nhờ chồng khóa căn phòng lại. Lúc này, bên nghĩa trang gọi điện đến cho Steve báo chuyện gì đó khiến anh bối rối và giấu không cho vợ biết. Annie sau đó đến một buổi chia sẻ của hội mất người thân, nơi có thể bung xả cảm xúc kìm nén. Helen mắc bệnh tâm thần phân liệt và khiến cho anh trai của Annie tự tử. Cô thì tuyệt giao với mẹ cho tới khi sinh con gái Charlie. Điều này đã khiến cô cực kỳ hối hận. Ngày hôm sau, Charlie đang lay hoay chơi nhà tái chế, âm thanh tặc lưỡi thì luẩn quẩn bên tai. Bỗng nhiên, một luồng sáng xanh xuất hiện, tụ lại và chỉ hướng ra ngoài cửa sổ. Cô bé tò mò đi ra ngoài và nhìn thấy một bóng người áo trắng đang ngồi cạnh đống lửa. Đúng lúc đó, Annie xuất hiện, kéo cô bé vào nhà và ép đi party bài lắc bóng bánh vui vẻ cùng với Peter. Nhìn mà con bé trông có vui không? Tới bữa tiệc, Peter lao ngay vào chỗ cô bạn mông to cùng lớp, bắt chuyện một cách vô cùng ấn tượng. Em có hút cà không? Và được rủ đi kiếm cái bong để cùng chơi giòn tròn. Bỏ lại em gái với đống đồ ăn, nhưng trong đó lại có đậu xanh rau má, khiến cô bé bắt đầu bị dị ứng, cổ họng sưng lên chèn gây thành quản gây khó thở. Peter hoảng hốt bế em gái ra xe, phóng như điên đến bệnh viện trên con đường tối như lờ chị dậu. Charlie trên xe thì quằn quại vì ngạt thở, thò đầu ra khỏi xe để tìm được một chút không khí. Đúng lúc đó, Peter phải đánh lái gấp tránh một con hươu, khiến Charlie đập thẳng vào chiếc cột ven đường. Tiếng bánh xe phanh gấp rít lên trong đêm tối, nhưng bên trong là Peter đứng chết lặng. Charlie đã trở thành kỵ sĩ không đầu. Cậu vô thức lái xe về nhà, nằm lên giường, sợ hãi chờ đợi tiếng rít xé lòng của mẹ khi tìm thấy cái xác. Cái chết của Charlie gây ra áp lực đủ khiến than đá cũng biến thành kim cương, và gia đình Graham không thể vượt qua nó để trở thành cao thủ được. Peter thì luôn trong trạng thái bất ổn và nhớ lại cảnh tượng đêm đó, thậm chí cả lúc gật cùn cũng cần cậu trai bên cạnh nắm tay cho đỡ sợ. Nhưng điều kinh khủng nhất đối với cậu bây giờ chính là về nhà. Annie thì lại tìm đến hội mất người thân, nhưng chưa thể đối mặt với nỗi đau nên lựa chọn quay xe. Một người phụ nữ tên là Joan đã gọi cô lại. Họ từng gặp nhau lần Annie đến sau đám tang của mẹ. Joan đồng cảm vì bà mất đi con trai cháu trai cùng lúc và đưa Annie địa chỉ nhà để có thể tâm sự. Sáng hôm sau, Annie đang là mô hình phòng ngủ của Charlie thì một lọ máu đổ lên tờ giấy ghi địa chỉ của Joan. Cô lưỡng lự một chút rồi quyết định đến đó. Điều đầu tiên khiến cô cảm thấy kỳ lạ đó là tấm thảm trước cửa nhà Joan giống hệt phong cách mẹ cô làm. Nhưng rồi chỉ coi đó là trùng hợp. Joan pha một cốc trà, mà trời mới biết có thứ gì bên trong. Còn Annie thì bắt đầu mở lòng tâm sự về cái chết của Charlie, về mối quan hệ khó xử với Peter từ trước khi cả tai nạn xảy ra, vì cô đã từng bị mộng du và suy giết chết con trai. Sau buổi nói chuyện, tinh thần của Annie càng tệ. Cô tạo ra mô hình vụ tai nạn với cái đầu của Charlie rớt ở phía sau, khiến cho Steve cảm thấy khó chịu, thậm chí là cô còn gáo lên chửi Peter trong bữa ăn. Ngày hôm sau, Annie đi mua sắm lại gặp được Joan. Bà ta vô cùng kích động khoe với cô đã nhờ được bà đồng gọi hồn cháu trai. Annie về ngay nhà của Joan để thử nghiệm. Cả hai đặt tay lên một cái cốc và đọc thần chú rồi bảo thằng cháu dịch chuyển cái cốc. Điều đó xảy ra thật trong sự vui sướng của Joan và hết hồn của Annie. Mọi chuyện dần vượt qua sự chịu đựng của cô, khiến Joan phải kết thúc buổi gọi hồn. Trước khi chia tay, bà ta chỉ cho cô cách làm và nói rằng Charlie vẫn đang ở đây. Trên đường lái xe đi về, Annie bất ngờ nghe thấy tiếng tặc lưỡi của con gái, giống như Charlie thật sự ở đó. Đêm hôm đó, Annie nhìn thấy một đàn kiến lớn trong nhà, chúng bò thẳng đến phòng của Peter, bu đầy mặt cậu bé. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Trong giây phút hoảng hốt, Annie buột miệng nói Peter sinh ra là do bà ngoại chọc thủng bao cao su, khiến cậu bắt đầu khóc lóc. Còn cô thì cố gắng giải thích, lửa bắt đầu nổi lên, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Đụ má nó lại là giấc mơ. Cô bắt đầu
kéo cả nhà dậy, thuyết phục mọi người gọi hồn của Charlie. Họ đặt tay lên chiếc cốc và nó bắt đầu dịch chuyển. Annie muốn linh hồn vẽ lên quyển sổ của cô bé, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Tee tức giận cản vợ lại, nhưng cô dần như mất trí, ép cả hai người phải tiếp tục. Ngọn lửa bỗng vụt lên, linh hồn của Charlie nhập vào Annie. Một giọng nói trẻ con thoát ra từ miệng của cô và bắt đầu chuyển sang tông gào thét. Tee quyết đoán tạt Annie một cốc nước lạnh khiến cho cô tỉnh táo lại. Peter quay lại phòng nhưng không thể nào bình tĩnh được. Tình trạng đó kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau. Cậu bắt đầu nhìn thấy những ánh sáng xanh tụ lại trong kính và trở thành hình bóng trong gương với một nụ cười fuckboy, khiến cho cậu hốt hoảng rời khỏi lớp. Annie đang ở nhà thì nhận được điện thoại, chồng cô đang trên đường về với Peter vì cậu trai sợ hãi cho rằng có linh hồn tà ác nào đó muốn giết mình. Tee nghĩ rằng hành động của Annie đang ảnh hưởng xấu tới Peter. Nghe vậy, cô tức điên lên đập phá mọi thứ, nhưng điều đó chỉ càng khiến Tee nghĩ cô bị điên. Tối đó, Annie bước vào phòng của Charlie, nhìn thấy những hình vẽ trên cửa sổ của cô bé. Thời điểm đấy, Peter cũng nhìn thấy linh hồn của Charlie. Đầu cô bé rụng xuống biến thành một trái bóng. Rồi đột ngột ai đó kéo ghi cổ Peter như muốn giật cả cái đầu ra. Annie xông vào phòng cậu, đánh thức Peter đang gặp ác mộng. Nhưng để ở sau, cậu bé khăng khăng mẹ chính là người đã kéo cậu. Annie dần cảm nhận được chuyện gì đó không ổn và muốn bảo vệ con trai vì hình của cậu xuất hiện đầy trên cửa sổ của Charlie. Chứ còn ai với quả nốt ruồi này nữa, anh Đỗ mi xỉ à? Annie quyết định đốt cuốn sổ, nhưng khi nó bén lửa thì tay áo của cô cũng bốc cháy. Thay vì cởi áo ra thì Annie lại cởi quyển sổ ra để dập lửa, và áo của cô cũng trở lại bình thường. Sáng hôm sau, Annie giận dữ đi tìm Joan, nhưng bà ta không có ở đó, mà chỉ còn lại một bàn nghi thức với bức ảnh của Peter. Annie nhìn tấm thảm của Joan và nhớ đến bà mẹ Helen. Lúc này, Peter đang ngáo ngơ ở trường, thì nhìn thấy Joan ở bên kia đường, đang gào lên đoạn chú ngữ. Quay lại với Annie, cô tìm thấy một quyển sách có ký hiệu giống với dây chuyền của Helen, nhưng được viết bằng cổ ngữ nào đó. May là tìm được bản dịch. Bên trong có đánh dấu trang nói về cách triệu hồi Paimon, một trong 8 vị vua địa ngục. Bước đầu là phải làm cho nam hiến tế trở nên yếu ớt về mặt tinh thần, và rồi vua Paimon sẽ ban cho kẻ triệu hồi giàu sang phú quý. Annie tiếp tục tìm thấy một quyển album cũ và thấy ảnh chụp của Joan. Thậm chí, giáo hội của Helen còn thờ ảnh gia đình cô. Annie biết chắc chắn chuyện đang xảy ra với Peter là một âm mưu. Lúc này, Steve nhận được mail về việc mộ của Helen bị đào lên. Vậy thì cái xác đang ở đâu? Quay về lại với Annie, cô đi lên gác mái với một đống ruồi nhặng bay xung quanh, bởi vì trên đó có chứa xác của Helen cùng với ký hiệu của Paimon. Lúc này, tinh thần của Peter càng lúc càng yếu ớt và đã bị vị vua kiểm soát trong thoáng chốc. Steve đó con trai về và chính ông cảm thấy gục ngã trước áp lực từ gia đình. Vừa về tới nhà, Annie chỉ nghe cho chồng việc cái xác và nói câu chuyện Joan đã lợi dụng cô để tác động đến Peter. Nhưng Steve nghĩ rằng cô chỉ bốc phét, mặc kệ cho Annie cố gắng giải thích có gì đó đang ám căn nhà này. Cô cầu xin anh đốt quyển sổ đi, dù cô có bị chết cháy nhưng có thể cứu được Peter. Nhưng Steve mất hết niềm tin vào cô và từ chối. Annie lao đến giật quyển sổ ném vào lò. Ngay lập tức, Steve ở phía sau bốc cháy dữ dội. Còn Annie trong lúc hoảng sợ đã bị cái gì đó nhập vào. Buổi tối, Peter thức dậy. Annie thì biến thành người nhện bám vào bức tường nhìn cậu. Bước xuống nhà, nhìn thấy thi thể cháy đen của bố, Peter sững sờ, trong khi bà mẹ vẫn bám trong góc tường để theo dõi. Phía sau cánh cửa bếp, còn có một kẻ trần truồng nhìn cậu mỉm cười. Peter ngay lập tức chạy trốn, nhưng lại đi lên trên gác mái, nơi được thắp đầy nến cùng với vài kẻ trần truồng khác. Tấm ảnh của cậu thì được đặt nơi mà cái xác đã từng để. Peter tự thuyết phục bản thân đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự kinh khủng thì không hề dừng lại. Annie xuất hiện, tự cứa cổ bằng một sợi chỉ. Peter quá sức chịu đựng và lao ra ngoài cửa sổ, rơi xuống phía dưới. Một luồng sáng xanh phiêu dạt và nhập vào người cậu. Cái xác của Annie bay đến ngôi nhà trên cây. Peter tỉnh dậy, phát ra tiếng tặc lưỡi, rồi từng bước leo lên ngôi nhà. Nghi lễ thức tỉnh đã hoàn tất. Giáo hội đã dùng xác 3 người phụ nữ thân cận với Peter nhất để làm nên một nghi thức bóng tối, chuyển linh hồn của Paimon từ cô bé Charlie sang cơ thể của Peter. Vị vua của địa ngục đã hoàn toàn thức tỉnh, và đó là cái kết của bộ phim Hereditary. Tôi là Hạnh Phúc của The Reviewer. Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.